À, kính thưa quý khán giả, vâng, quý vị thưởng thức tiếng hát Lệ Hằng với nhạc phẩm Chờ Đông. Mặc dù bây giờ chúng tôi đang bắt đầu vào mùa hè nhưng mà trời lại mấy bữa nay có phải lại cái lạnh đấy, vâng lạnh u ám lạnh lạnh u ám, mà lạnh không thua gì mùa đông và lạnh hơn cả cả mùa đông ở Hà Nội nữa. Thế mới lạ lùng, thời tiết bất thường. Bác Cường bữa nay phải mặc áo jacket đấy. Vâng, thưa quý khán giả, để mà bắt đầu chương trình ngày hôm nay, vâng, chúng tôi xin mời bác Cường mời gửi lời chào khán giả. Thưa hôm nay là 22 tháng 5, cuối tháng 5 rồi mà, Được. vâng, coi như là đúng như anh Hùng vừa nói đó, trời Cali u ám lắm, cái thời tiết nó thay đổi, và lại chúng ta lại đi vào cái tuần lễ Memorial Day, tức là cái ngày lễ cựu chiến binh, ngày lễ tưởng niệm đó, thành ra cái không khí này nó cũng đúng để mà nhớ về cái Vâng, thưa quý khán giả, chúng tôi tạm đổi chương trình hội luận thành ra là chương trình talk show Nguyễn Mạnh Cường. Tại vì giờ chúng tôi chỉ có một mình bác Cường thôi. Bác Cường, bác Phương thì có lẽ là tại vì bây giờ tình trạng sức khỏe hoặc là vì lý do gì thì chúng tôi không biết, nhưng mà bác nói là chúng tôi bác chưa tiện lên được. Đấy. Thế nha, vì vấn đề bác chưa tiện lên được nó cũng trở thành một cái đề tài của những cái người mà họ không thích cà phê hải ngoại ra thì họ cũng lại xuyên tạc ấy. Ông Hùng không làm gì hết, ông Nguyễn Ngọc Lập rồi tới ông Võ Đông Cung rồi tới ông Nguyễn Thế Phượng rồi tới ông Song Phạm rồi tới ông bây giờ bác Phương cũng còn đi nữa đây, còn giờ còn mỗi còn bác Nguyễn Mạnh Cường. Thì chủ trương chúng tôi là những người làm truyền thông chứ không phải là chúng tôi là người để mà ngồi để ngồi mà hội thoại, thành ra chúng tôi để nói những cái chuyện gửi tới đồng bào, cũng như là hôm qua có một đứa trẻ nó gửi lời bảo không biết là khi mà bác Hùng với bác Cường không còn hiện diện trên cõi đời này nữa thì không biết ai là những người mang những cái tin tức về lịch sử, bởi vì hiện tại bây giờ rất là hiếm có, không còn người nói nữa về cái vấn đề lịch sử của Việt Nam. Nè, nó thành ra cái những cái điều mà chúng tôi muốn làm là chúng tôi làm về vấn đề lịch sử nhiều hơn. Vâng, thưa bác, tuần này vâng bác nói là tuần cuối tuần này là thứ hai tuần tới là sẽ bắt đầu là cái ngày gọi là ngày Memorial Day, tức là ngày chiến sĩ trận vong của Mỹ chứ không phải của Việt Nam. Đấy. Thì nhưng mà cuối tuần này thì coi như là bà con sẽ được nghỉ thứ bảy chủ nhật Vâng, và thứ hai cái là long weekend, long weekend. vâng, Vâng. nó lại trùng hợp tới cái ngày học trò nó cũng ra trường, nó Dạ nghỉ vâng. nữa, thành Đấy. ra một cái mùa hè này mới đúng là À, vâng, bác có gì chia sẻ với lại khán giả thưa bác? thưa cái câu chuyện là nói về anh em một vài người nói rằng thì là sau khi bác Cường bác Hùng đi rồi thì ai nói về lịch sử, thì cái đó thì nó là hoàn toàn thưa sai, hoàn toàn là sai. Lịch sử thì người ta đã viết rất kỹ, Dạ phải không ạ? vâng. Chỉ có đầy đủ những góc cạnh, không những là sử của những người Việt Nam, sử của quốc tế cũng nói về, thành ra chúng tôi chỉ nói về cái một cái góc cạnh cá nhân, chúng tôi có kinh nghiệm, có hiểu biết, một cái góc góc của cái con người chúng tôi đứng bên bờ cái lịch sử Đúng, của dân tộc, vâng, dạ vâng. nhìn ngắm nói thôi, chứ còn thì đấy là cái nhìn của chúng tôi, một cái hé mở, cũng giống như là linh mục Cao Văn Luận thì cũng là bên dòng lịch sử, Dạ vâng, đúng. hay là ông
một cái quý vị nữa cũng khi mà viết về lịch sử Việt Nam đó, thì Trần Trọng Kim cũng nói về dọc đường gió bụi, phải không ạ? Vâng, ông bạn của bác, ông gì ở bên mặt trận đấy, ông tự nhiên quên mất rồi. À, ông Trần Xuân Linh hay là ông ông đỡ đầu cho con trai bác ấy, ông à ông Đỗ Đình à, ông Đỗ Đình Tuân à? Không, ông gì mà trên bên mặt trận mà về ông ấy bị mặt trận ám sát ấy. À, ông Cao Thế Dung. Cao Thế Dung. Đấy cũng viết về lịch sử đấy, cũng là kia. Vâng. Thì những chuyện mà thưa quý khán giả, tại vì tuần trước á là em có viết về cái có đọc, mới đọc được cái pha kỳ 1, kỳ 2, kỳ 3, chắc bác Cường có nghe rồi, đó là vấn đề cái sự quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc trong 30 năm vừa qua. Thì tài liệu nó có sẵn rồi, mà của nhà xuất bản Sự Thật ở Việt Nam họ in. Thì mình vô tình mình mới đi vào trong trang mạng, mình lấy bài ra, thấy bài hay quá. Mà những cái bài đó có phải vấn đề, có lẽ là về vấn đề nhạy cảm mà nhà nước Việt Nam không có muốn phổ biến rộng rãi, chứ thật sự bên Việt Nam in mà. Thế mới mang ra đọc những cái tài liệu rất là quý báu, không những mà bổ túc thêm cái kiến thức cho mình nữa, mà nói lên những cái sự thật. Thì sau cái này thì em sẽ viết về cái cuộc chiến Việt Trung, những cái sự thật bí mật về cuộc chiến Việt Trung mà nhà nước Việt Nam cũng vì vấn đề tế nhị cũng đã cái ít đề cập tới. Thưa anh, tôi cũng nghĩ rằng thì là nó cũng không hoàn toàn là vì vấn đề tế nhị đâu, mà mình thì thực sự ra mình bị cái cộng đồng chống cộng này đó nó chính bọn này nó bưng bít nó bưng bít nó nói rằng thì là Cộng sản Việt Nam sợ đụng tới Trung Quốc cho nên không dám nói, không dám lên tiếng. Thành ra đấy mới là cái bọn bán hàng giả. Đấy và những thứ như Phan Kỳ Nhân hay là Ngô Kỳ, Ngô Kiếp, họ là nạn nhân của cái truyền thông hải ngoại mấy chục năm qua. Bây giờ đi tìm tội lỗi của cái đài mà Little Sài Gòn, cái điếc vân vân, một trong những cái đó nó mới là nó là đầu mối của mọi cái một cái tuyên truyền láo trá, và nó đầu độc không biết bao nhiêu thế hệ. Thành ra đó một vài bạn đọc mấy gì đó cứ nói chuyện rằng thì là bây giờ mới được nghe hay là mới được gì đó. Tôi ở lại Việt Nam 18 năm, tôi kẹt ở lại Việt Nam 18 năm. Con tôi học từ lớp đệ lục mà học cho tới đại học chiến trại, đại học chính trị, đại học kinh tế, phải không ạ? Và tôi thấy rằng thì là tất cả những chi bộ, tất cả những đoàn thanh niên cộng sản, tất cả những cái lịch sử của Đảng Cộng sản, họ không hề giấu giếm gì cả. Dạ, đúng rồi. Họ là một trong những người mà ở lại, thì tôi mới thấy rằng họ là cái người mà có cái tầm nhìn và họ yêu nước thật sự. Vâng. Tôi khi mà ngồi ở cà phê ở đây, một vài cái quý vị gọi là cũng truyền thông khá đó, thì tôi cũng đi ra tôi nói chuyện rằng thì là quý vị nghĩ thế nào về cái chuyện mà ông Võ Nguyên Giáp chối trăng lại rằng mang ông ấy về quê hương, vào ngạn, mang ông ấy về một cái lạch bên cái một cái lạch chùa đó, của mà Vũng Chùa đó, Vũng Chùa, mà đây là con người thứ nhì của chế độ, bảo bạn, một con người thứ nhì của chế độ. Hồ Chí Minh thì đây là cái bộ mặt của chế độ rồi, nhưng mà cha già của dân tộc rồi, nhưng mà Võ Nguyên Giáp là không những là nhân vật thứ nhì mà lại là một nhân vật có những các cái suy nghĩ, một cái thành tích đánh Pháp, đánh Mỹ, và ông ấy
Thế cuối đời ông ấy không để cho bộ chính trị chôn ông ấy. Dạ, đúng tại rồi. Vì bộ chính trị chôn ông ấy thì sẽ mang vào nghĩa trang Mai Liệt. Đúng rồi. Ở bên cạnh những Nguyễn Hữu Thọ, Lê tất cả những các cái bộ mặt lớn của Đảng Cộng sản. Dạ, vâng. Tại sao cái người anh hùng này từ chối cái đó? Đấy dạ. mới là cái thông điệp. Dạ, vâng. Đấy mới là đúng, cái thông vâng. điệp. Vâng. Đấy mới là cái thông điệp, cái oan khiên của cuộc chiến. Dạ. Chứ không phải rằng thì là Việt Nam mà người ta u mê, mà người ta đi theo Đảng Cộng sản đâu, không dạ. có u mê gì cả. Dạ, vâng. Đúng là thật sự rằng bác nói rất là đúng, tại vì cái gì người ta, cái chế độ nó chỉ qua một cái giai đoạn. Yeah. Mà cái chế độ đó mà là họ làm đúng thì dân chúng ủng hộ, chứ không phải là cái điều mà cái bắt buộc là họ đi theo Cộng sản hay cái gì. Cũng giống như là bây giờ đó, ông Võ Nguyên Giáp là một trong 10 đại tướng của thế giới, được thế giới công nhận rồi, xếp hạng đàng hoàng. Ông đã tự quyết định cái số phận của mình. Tôi dâng hiến cuộc đời của tôi cho quân đội và cho đất nước, và tôi đã hoàn thành được cái lòng yêu nước của tôi, đánh giặc Pháp hay đánh giặc Mỹ hay cái gì, ông không bao giờ ông hãnh diện về cái điều đó. Nhưng mà khi mà ông chết, ông tự quyết định đời của mình. Tôi muốn chôn tôi ở Vũng Chùa, nhìn ra ngoài đảo Yến, ở chỗ đó quê hương của tôi. Đó là những cái điều mà cái là bác Giáp bác nghĩ tới, và bác không muốn rằng bộ chính trị quyết định. Tại vì đi vào trong nghĩa trang Mai Liệt là, tức là đi vào chỉ toàn là những người, rồi có những ông nó nằm, chúng tôi không có tên, đã nằm trong đó, mà bây giờ vợ cũng là một người cao cấp mà lại vợ lại không được nằm ở trong chung với chồng, phải đi ra ngoài. Thì bác Giáp bác làm một cái chuyện rất là hay. Thì nhân tiện bác nói như vậy đó, thì có một người độc giả, anh tên là Kiên Trì, thì không biết là tên thật hay tên giả, nhưng mà cái Kiên Trì được làm tôi nhớ lại cái chữ mà bác mới nói là buôn lậu thù quán như hàng giả. Tại vì cái câu của anh ta nói như này: hai cái thằng già này đấy có dám thề độc hay không, rằng là tụ là các ông không phải là người nghĩa là gọi là nô bộc cho Cộng sản. Thì tôi có trả lời, mình không xóa không gì hết, trả lời rằng á, ở làm gì mà phải thề với thốt. Ở đời mà cái lời thề mà ứng nghiệm được thì khối đứa mà chết. Toàn là thề mà cá chê trôi chui ống, đúng không ạ? Phục vụ Cộng sản hay phục vụ đất nước là hai vấn đề khác nhau, giống như bác Cường vừa nói xong đấy. Ông Võ Nguyên Giáp ông trả lời, ông chẳng là phải là đảng viên Cộng sản đâu, ông nằm trong bộ chính trị, nhân vật thứ hai nữa. Mà bây giờ ông chết, ông tự quyết định cuộc đời của ông. Thì bây giờ chúng tôi đấy, ông là một người yêu nước, chúng tôi cũng là một người nói sự thật về đất nước. Mà khi nói sự thật đất nước không đồng ý với quý vị thì quý vị lại lên án là chúng tôi là những người này người kia, phải thề thốt này kia. Thưa anh, nó cái câu chuyện nó thế này là cũng nằm trong cái dòng sông cái dòng sông mà oan nghiệp của Bôn Sa đó, cái mà gió tanh mưa máu đó. Thì 20 năm trước thì tôi thấy là có một cái anh nó cũng là có vẻ là gọi là cũng gồ ghề, cũng ở trong cộng đồng, cái anh Vũ Công Lý đó. Thế thì cứ thấy tôi ngồi cà phê Factory thì nó cứ tới gần, nó chỉ tôi với lại Đinh Viết Tứ, nó bảo giặc từ Bắc nô vô đây, bàn tay dính máu kẻ thù với gì đó, xong rồi nó mới đem dính máu đồng bào, xong rồi nó mới bảo chúng tôi là Cộng sản. Tôi bảo này chú em ơi, này làm Cộng sản khó lắm mày ạ, không ạ, anh chụp cái mũ Cộng sản cho tôi chưa xứng đáng đâu, chưa được là Cộng sản, chứ anh cho tôi cái vinh dự quá đáng đâu. Cái thằng nó nghe câu đó nó giật mình, nó ngớ ngẩn lên, nó như là điện giật đấy. Xong rồi nó chưa bao giờ nó thấy một cái thằng già mà nói năng hỗn như vậy.